khối động cơ 2.0 biturbo, có nghĩa là turbo kép, cho công suất tối đa lên đến 213 mã lực và mô men xoắn 500 Nm, đi kèm với một hộp số tự động 10 cấp. Và có lẽ tại Việt Nam thì Everest biturbo là chiếc xe duy nhất, một chiếc xe thương mại duy nhất có một hộp số tự động 10 cấp như vậy. Thật ra với nhu cầu sử dụng mà tôi đi trong phố như thế này thì có lẽ là tối đa lắm thì tôi chạy lên khoảng số 5, số 6 là cùng. Số 10 thì có lẽ một lát nữa chúng ta phải ra cao tốc một chút xíu đường trường đi. Thật ra nếu mà để trải nghiệm hết về mẫu Everest cũng như là một chiếc xe bất kỳ thì chúng ta cần phải trải nghiệm ở 3 cung đường. Chúng ta đi phố, chúng ta đi đường trường cao tốc và chúng ta phải tổng quát đối với một mẫu xe 2 cầu vào thời gian như thế này. Tuy nhiên thì điều kiện không cho phép, hôm nay thì tôi sẽ xin phép trải nghiệm cái chiếc Everest phiên bản Titanium biturbo này. Chúng ta sẽ trải nghiệm một chút ở trong con phố đông đúc của Hà Nội, xem cảm giác lái độ nhẹ của vô lăng, độ mượt khi tăng tốc ở đường trường nó sẽ như thế nào. Còn về phần upload thì có lẽ phải hẹn các bạn ở một ngày gần nhất ngoài đồng mô đi. Rồi tôi sẽ có một cái video clip để gửi các bạn. Cảm giác đầu tiên khi mà tôi ngồi trên mẫu Everest này, một dòng SUV 7 chỗ thực sự và tầm nhìn rất thoáng. Cùng với đó thì phần gương chiếu hậu rất là lớn, và đặc biệt là phần gương chiếu hậu này nó có một cái khoảng nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng nó giúp cho chúng ta không có một cái điểm mù ở chữ A được nâng lên mức tối đa. Ở đây tôi vẫn có thể quan sát tốt những cái góc chữ A đằng trước, và đặc biệt là trên chiếc gương chiếu hậu này thì chúng ta có một cái công nghệ, đó là công nghệ cảnh báo điểm mù bằng radar. Ở công nghệ cảnh báo điểm mù bằng radar này thì cái công nghệ 24GHz này nó sẽ mang đến cho chiếc Ford Everest thêm một số các tính năng an toàn khác, ví dụ như là hỗ trợ chuyển làn an toàn hoặc là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Đấy là những điểm nổi bật của cái công nghệ cảnh điểm mù bằng radar này. Một tầm nhìn quan sát rất rộng, vô lăng thì được khâu da rất là mềm, cảm giác ghế ôm người và một hệ thống ghế chỉnh điện hoàn toàn. Cảm giác đầu tiên về chiếc Everest thì thật sự nó rất ổn định, tôi nghĩ là vậy. Cùng với đó, mặc dù là một chiếc SUV máy dầu động cơ 2.0 và thường thì hay cho là máy dầu sẽ ổn hơn máy xăng, tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại tôi lại không cảm nhận được một chút gì gọi là tiếng ồn cả. Có lẽ cái này thì phải kể đến ba cái tính năng chính, ba cái bộ phận chính. Đầu tiên, toàn bộ hệ thống máy của chiếc Everest này được đặt trên một hệ thống thủy lực giảm chấn và tiếp tục được đặt trên những chiếc đệm cao su giảm chấn. Đó chính là lý do dẫn đến việc mà chiếc Everest này gần như nó êm một mức mà tôi không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào ở phía bên ngoài cả. Độ êm của nó có lẽ phải ngang với những chiếc Land Prado, thậm chí là Land Cruiser, nếu mà không muốn nói quá lên một chút. Đó là thứ nhất là về hệ thống máy dầu rất êm. Thứ hai, chúng ta cũng phải kể đến cái hệ thống kính chống ồn. Đặc biệt ở trên phiên bản biturbo này, toàn bộ hệ thống kính lái các bạn này, kính sườn bên trước hoàn toàn sử dụng cái kính chống ồn mà nó được gọi là cái kính acoustic. Đấy là một điểm rất hay, một điểm mà không có một mẫu xe nào ở cái tầm giá, ở cái phân khúc hiện tại được trang bị như vậy. Điểm cuối cùng mà tôi phải kể đến đó chính là cái công nghệ chống ồn chủ động, chính là cái mic thu và phát ở ngay trên đỉnh đầu người lái này. Ở đây sẽ có một cái mic để thu lại những cái rung động phía bên ngoài, bao gồm rung động từ phía mặt đường, rung động từ khoang động cơ, và bộ phận còn lại sẽ có một trách nhiệm rất là to lớn và nặng nề, đó là phát ra những cái sóng âm với tần số đối nghịch để triệt tiêu đi những cái âm thanh vọng vào trong khoang cabin. Kết hợp đủ cả ba yếu tố đó lại thì chúng ta có một chiếc xe với độ ồn gần như tuyệt đối, và tôi không nghĩ là một chiếc xe máy dầu có thể êm như thế này được, không thua kém gì một mẫu xe sedan nào. Ở trong phố thì có lẽ là chúng ta sẽ không cần nhiều đến khả năng tăng tốc, khả năng vọt. Thông thường thì một chiếc xe máy dầu sẽ hay bị cho là tăng tốc chậm. Tuy nhiên thì Everest Titanium biturbo được trang bị tới 2 turbo. Một turbo dành riêng cho những giải tốc độ thấp, những giải vòng tua thấp.
và turbo còn lại sẽ để phục vụ cho những giải vòng tua cao và tốc độ cao. Hiện tại trong phố này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải sử dụng đến những đến chiếc turbo nhỏ này rồi. Turbo nhỏ sẽ có trách nhiệm chính là hạn chế tối đa cái việc turbo lag. Đấy là một trong những cái chi tiết mà có thể mang lại cái độ lag khi mà chúng ta đạp ở những giải tốc độ đầu tiên. Và hiện tại thì tôi đang không cảm thấy có bất kỳ một cái độ trễ, độ lag nào ở trong chiếc Ford Everest phiên bản này. Hộp số tự động 10 cấp có cái gì đó nó hơi thừa thãi ở trong đô thị, chắc cũng chỉ lên cấp 4, cấp 5 hết cỡ thôi. Tôi rất thích chiếc Everest này, đặc biệt là về phần vô lăng. Một chiếc vô lăng chỉnh điện hoàn toàn các bạn nhé, nhưng nó lại là một dạng chỉnh điện thông minh có cảm biến. Có nghĩa là nó sẽ cảm biến dựa vào tốc độ, độ nặng nhẹ của vô lăng thì dựa vào tốc độ. Chúng ta đi trong phố thì vô lăng rất nhẹ và cực kỳ chính xác. Nó nhẹ một cách mà làm tôi thấy quá bất ngờ. Tôi không nghĩ là điều khiển một con quái thú nặng nề mà nó lại đơn giản như vậy. Nhưng khi mà chúng ta đi ra cao tốc ở một tốc độ cao thì chiếc vô lăng này nó trở nên đầm chắc. Đó là một điểm rất hay. Chạy tốc độ cao mà vô lăng quá nhẹ thì có cái gì đó nó rất là đáng sợ. Nhưng mà Ford Everest thì nó đã tính toán rất chi tiết ở cả hai cái cung đường như vậy. Tổng thể của cái khoang nội thất này thì các bạn thấy rồi, toàn bộ tất cả cái chi tiết này, mặc dù phần này táp lô bằng da nhưng là nhựa giả da rất là mềm, còn lại các chi tiết khác đều bằng da hết. Bây giờ thì có lẽ là tôi sẽ chạy một chút ra ngoài đường trường đi để xem khả năng tăng tốc, độ vọt của cái Everest này là như thế nào nhé. Đường phố Hà Nội thì rất là đông đúc, tuy nhiên thì cái việc điều khiển con Everest này có gì đó nó rất là thú vị và nhẹ nhàng. Nói thêm một chút về cái hệ thống treo đi. Hệ thống treo và thân vỏ của Ford thì xưa nay vẫn được đánh giá rất cao, đặc biệt là thân vỏ. Mọi các chi tiết liên quan đến cánh cửa chúng ta đều có những cái thanh thép da cường rất là chi tiết và chính xác. Ngoài ra thì ở Everest phiên bản này chúng ta có một hệ thống treo được cải thiện rõ rệt và nó mang lại cái độ êm ái thật sự là rất êm. Có một số các video thì có nói về việc là Fortuner nó có một hệ thống treo không khác gì xe tải cứng, sóc. Pajero Sport thì có cái gì đó nó trung hòa được giữa cái việc cứng cáp, cứng quá và mềm quá. Còn với cảm nhận cá nhân của tôi thì Everest nó có cái gì đó nó mềm mại, nó dễ chịu, nhưng mà nó vẫn có những cái rung động theo phương ngang. Tôi vừa đi qua mấy giờ giảm tốc và đó là cái cảm nhận của tôi. Thì một lát nữa bây giờ chúng ta chạy ra ngoài đường trường đi, tốc độ cao đi, để xem chuyện gì sẽ xảy ra với cái hệ thống giảm tốc này. À, có một điểm lưu ý các bạn nhé. Chiếc Everest phiên bản 3 turbo này là chiếc xe duy nhất của dòng Ford Everest mà được Ford thiết kế riêng một hệ thống lốp. Nó giảm áp suất so với thế hệ trước. Có thể là các bạn nghĩ đến việc giảm áp suất thì sẽ có một cái lốp non hơi. Thực tế thì đúng là như vậy, tuy nhiên thì nếu áp suất này được cân chỉnh một cách hoàn hảo với vận tốc cũng như là trọng lượng, với cái giá trị mà phải chịu trên từng đơn vị cm vuông hoặc là inch vuông, thì khi đó chúng ta sẽ có một cái hệ thống lốp rất là êm ái. Đây là một điểm mà tôi nghĩ là nếu mà các bạn có điều kiện sử dụng xe trong vòng khoảng 1 năm, 2 năm đến lúc mà chúng ta phải thay thế lốp, thì đây là một điểm các bạn cần phải cân đối nhé. Phải sử dụng đúng cái loại lốp theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì sẽ giúp cho chiếc xe có được một cái độ êm ái theo đúng nguyên bản luôn đi. Đường Hà Nội thì tắc quá và đến bây giờ thì vẫn chưa thể nào ra được khỏi ngoài Hà Nội, có thể đạp lút cán đi xem cái chiếc xe này nó tăng tốc như thế nào, để xem hệ thống turbo thứ hai nó hoạt động ra sao ở những giải vòng tua lớn. Chiếc Everest này thì thật sự là 213 mã lực, 500 Newton mét mà để chạy trong phố này thì nó có gì đó nó hơi tiếc. Và có một điểm rất hay ở khối động cơ của Everest các bạn nhé. Công suất tối đa và moment xoắn tối đa nó lại đạt được ở cái giải vòng tua rất thấp. Đâu đó nó chỉ loanh quanh khoảng 1750 đến 2000 vòng trên phút thôi. Và điều này thì thực tế ra là nó sẽ rất có lợi về nhiên liệu. Chắc chắn là sẽ rất tiết kiệm nhiên liệu. Mặc dù là một chiếc xe dẫn động toàn thời gian, tuy nhiên là nếu mà giải vòng tua ấy,
nó duy trì ở mức khoảng 1750 vòng trên phút, thì tôi nghĩ là cái lượng nhiên liệu thì chắc là nó ăn như ngửi luôn. Đã là máy dầu mà lại còn tiết kiệm như vậy thì thôi rồi luôn. Các bạn nhìn vô lăng, một ngón tay thì hơi quá, thì chắc là hai ngón, nó nhẹ như thế này. Và đây là cái vô lăng chúng ta đi trong phố. Everest này thì đúng là có nhiều ý kiến phản hồi với anh em về việc nó gần như là vua công nghệ ở trong cái tầm giá. Hôm nay được trải nghiệm thật sự đúng là nó vua công nghệ thật sự luôn. Chúng ta có cả hệ thống cảnh báo va chạm phía trước này, hệ thống tự động phanh khẩn cấp, tự động phanh khẩn cấp, rồi là giữ làn đường, rồi cruise control adaptive, có nghĩa là nó giữ tốc độ mà dựa vào cái khoảng cách đối với cả cái phương tiện phía trước cùng làn đường. Tôi đang rất mong muốn thử cái tính năng này xem nó như thế nào, khả năng giữ làn đường. Sao Everest mới nó lại ngon như thế này? Nhưng mà tôi không hiểu tại sao là bảng xếp hạng top những chiếc xe bán chạy nhất Việt Nam, Everest vẫn đang đứng đâu đó ngoài cuộc chơi. Một chiếc xe nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc, dẫn động toàn thời gian, mọi thứ đều cực kỳ tuyệt vời, êm ái, tiết kiệm, gần như không có gì để chê cả. Nhưng mà có lẽ là người Việt chúng ta đang đối xử thiếu công bằng với mẫu xe tuyệt vời như thế này. Tôi không bán hàng trực tiếp bằng một mẫu xe Ford Everest như thế này, và tôi rất muốn trải nghiệm thực tế và nói lên những quan điểm cá nhân của mình về mẫu Everest. Trước đây khi mà tôi cầm lái chiếc Fortuner, sau đó thì tôi có cầm lái sang Pajero Sport, cả hai mẫu xe đó đều không mang lại cái cảm giác êm ái dễ chịu như thế này. Rồi, ok, chuẩn bị tăng tốc nào. 210 mã lực, hộp số tự động 10 cấp. Ford có vẻ đang quá ưu ái người dùng. Cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp, giữ làn đường, không thiếu một cái gì. Vậy mà chiếc Everest có giá bán 1.399.000 này khuyến mại đâu đó khoảng 70-80 triệu, tức là chỉ ngoài tỷ ba một chút thôi. Nhưng mà người dân Việt lại vẫn đang thờ ơ và vẫn đang lựa chọn những mẫu xe mang tính biểu tượng như là Fortuner. Rồi, tôi đang tăng tốc. Quá tuyệt vời. Hệ thống turbo thứ hai hoạt động và ngay lập tức thì chiếc xe vọt đi. 213 mã lực. Bây giờ là lúc chúng ta thử cái sản xuất để cho được em mấy lần. Đó, khi mà tôi chạy lên với tốc độ này thì các bạn nhìn này, vô lăng bắt đầu nó nặng lại rồi. À, bây giờ tôi thử cái tính năng adaptive cruise control này. À, với cái tính năng cruise control có thể coi là cruise control thông minh nhé. Thông thường khi mà các bạn sử dụng cruise control ở trên những cái mẫu xe đơn giản khác ấy, thì có nghĩa là việc chúng ta chỉ giữ cái cảm biến chân ga ở mức độ đó, ở tốc độ đó. Tuy nhiên thì đối với Ford Everest phiên bản này, cruise control mở rộng nó sẽ giữ tốc độ như vậy, nhưng nó lại can thiệp cả vào khoảng cách đối với xe phía trước. Xe phía trước đi chậm phanh lại thì ngay lập tức xe của tôi cũng sẽ đi chậm phanh lại, và cái khoảng cách nó luôn được giữ một cách an toàn. Tính năng giữ làn đường thì rất đơn giản thôi. Ngoài cùng bên trái tôi chỉ cần đẩy vào một nút. Lúc này thì tính năng giữ làn đường nó đã tự động kích hoạt. Cái này thì khi mà các bạn này, tôi sẽ thử bỏ tay ra đi. Khi mà chiếc xe hơi lệch làn đường một chút thôi thì ngay lập tức nó sẽ đưa ra cảnh báo, và thậm chí là nó đỡ vô lăng để quay lại cái vị trí ban đầu. Các bạn có một công nghệ giữ khoảng cách với xe phía trước, một công nghệ chân ga tự động, một công nghệ tự động phanh nếu có phương tiện cắt ngang hoặc là phương tiện phía trước dừng đột ngột, có công nghệ giữ làn đường, thì chính bốn công nghệ này là khởi đầu cho cái công nghệ lái tự động trên những mẫu xe Tesla hoặc là Volvo mà đang được thí nghiệm rất nhiều ở các thị trường châu Âu. Ở mẫu xe Everest này, nếu mà phải tìm ra một điểm chê nhé, thì có lẽ là tôi sẽ chê ở cái hàng ghế thứ hai. À, xin lỗi, có lẽ phải là hàng ghế thứ ba đi, bởi vì cái hàng ghế thứ hai thiết kế theo kiểu của Ford Everest này nó không thể nâng lên được, do đó là khi chúng ta bước vào
hàng ghế thứ ba thì sẽ rất là khó chịu đó. Tôi tìm mãi rồi, tôi soi mãi từ nãy đến giờ nhưng mà chưa thấy cái Ford Everest này nó có một cái gì nó gọi là thật sự đáng để chê. 1.399.000.000 giảm giá còn khoảng 1.320.000.000 ấy. Bạn không mua xe này các bạn mua xe nào? Cho tôi một gợi ý ở phía dưới nhé. Nếu với một khoảng 1.3 đi, các bạn sẽ chọn mẫu xe gì ở Việt Nam hiện tại? À, tôi sẽ có một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, gầm cao 7 chỗ, Thái luôn nhá. Chất lượng không phải bàn cãi. Chắc như cua gạch, từ hệ thống cửa, hệ thống treo, hệ thống giảm sóc, vân vân và vân vân, đầy đủ hết. Chúng ta không có gì để chê ở cái mẫu xe này. Họ bạn thì làm thông. Và thật ra thì như thế này, tôi vừa mới trải nghiệm một chút thì nó vẫn có những cái khoảng kết hợp nó thật sự chưa thật sự hoàn hảo giữa việc chuyển số, chuyển các cấp số ở trên Everest này với khối động cơ này thì tôi vẫn hơi có cái cảm giác thì nó chưa thật sự được quá mượt mà như kỳ vọng đâu. Mà nếu mà chắc là mượt mà như kỳ vọng của chúng ta phải dùng cái số vô cấp trên súp thì nghe có cái gì đó nó hơi sai về mặt kỹ thuật. Nhưng đâu mấy nữa Toyota lại sản xuất, chúng ta giờ đang dùng rất nhiều số vô cấp trên hầu hết các mẫu xe luôn. Rồi chạy thử tiếp một vòng như nào, lại làm thêm một vòng ở dài tốc độ cao đi xem chuyện gì xảy ra với mẫu xe này. À bây giờ mới để ý cơ mà nó còn thông minh đến mức độ nữa. Ngoài cái việc báo những cái thông số cơ bản ví dụ như là vận tốc tức thời, lượng nhiên liệu còn đi được, vòng tua đấy, vòng tua toàn 1.000 với không đến 2.000 như này đi này, Petrolimex thì bán xăng bán dầu cho ai đây? Còn một tính có một cái rất hay đấy là nó hiển thị luôn cái lực dẫn động và truyền vào bốn bánh, chính là cái Everest này nó có nhiều tính năng và grab lắm nhưng mà chúng ta thì điều kiện không cho phép nên là không thể trải nghiệm thôi. Nhưng mà Everest tôi không nghĩ là nó lại êm ái tuyệt vời như thế này đâu. Gương thì to như thế kia, báo điểm mù các kiểu, hỗ trợ chuyển làn, tính năng phanh khẩn cấp thích quá mà không dám thử. Không may này ôn vào đi mắt đằng trước đây cái thì thôi đấy. Ôi giời ơi. À, đấy, cảnh báo va chạm ngon chưa? Ui dồi ôi, máy dầu mà đi như máy xăng thế này, êm như thế này, súp to mà đi êm như sedan thế này. Hôm nay không chạy nào?